Rồi, hello anh em. Đây em có hai cục máy nha anh em. Cục TD33 với cục TD24 ha. Đó, anh em nào chốt thì xem video cụ thể nha, báo cụ thể trên video cho anh em dễ mua ha. Hai cục này em tính là 600.000 anh em. Hai cục này em để cho anh em 600.000 ha. Cục này thì bị cứng máy nè. Cứng máy chắc cứng đạn dên rồi thôi. Đó, bị cứng máy ha, thiếu bố. Đó. Nửa còn nè, nửa còn IC tép còn nè. Máy thì rất đẹp anh em, máy thì nước sơn chưa chóc ha, TD33. Đó, bình xăng con còn ha. Mắt Muji chụp giật còn. Đó, đồng thì soi vô thì chưa bị sọc đâu. Mấy cái dòng này thì chắc hồi đó giờ em gỡ ra là không có thấy nó sọc, tại vì nó cứng đạn rồi. Mấy cái dòng này trâu bò lắm. Đó, ha, thiếu cái cộng dây nịch nè, anh em về độ cộng dây vô. Còn nhiều đầy đủ đồ ha, máy thì bị cứng nha anh em. Đó, cục TD33 này thì bị cứng nha. Đó ha. Rồi, một cục nha, TD33 37 ly cứng máy. Rồi cục này là cục TD24. Cục này thì hơi lửa còn mà không biết sao mồi gì lửa nó không nổ, mồi xăng nó không nổ. Chắc nó bị ướt IC anh em, ngày qua quăng ngoài mưa. Nó quăng ngoài mưa chắc nó bị ướt IC nó không nổ. Mồi dựng không nổ thôi, bán cho anh em luôn ha. Hai cục này 600.000, cục này cũng còn hơi còn nha, cục này giật bình thường hơi còn. Thấy không? Hơi tốt nha anh em, hơi cực kỳ tốt ha. IC tép còn. Cục tép này gỡ ra là bán 70-80.000 một cục nha anh em. Ha, tép hoại nha. Tum còn nè. Đó, tum còn ha, tum còn là tất nhiên là bố vô đây còn luôn nha anh em. Đó. Con này thì nó không có cái bình xăng. Rồi hai cục này 600, anh em tính phụ tùng thôi là nó cũng ra đủ hết rồi. À, hai cục IC tép ta. Cho 150.000 đi. Ha, hai cái chụp giật này 100.000 nữa là 250 rồi. Đó. Hai cái bình xăng con 200 nữa. Đó là nhiêu rồi, là 450.000 rồi, hai cục lửa nó là dư rồi nha anh em. Ha, đó, tính giá phụ tùng thôi là nó dư rồi. Rồi hai cục 600.000 ha, anh em nào làm được thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527 bán như trên video nha anh em. Không thêm cái gì vô cũng không có lấy cái gì ra nha anh em xem ha. Đó, cục này chắc nó dính mưa. Thử lửa thì nó còn lửa nhưng mà không hiểu sao mà nó không nổ, làm biết kiểm tra lắm. Đó, cái này thợ thì nói chung cũng ít, không có làm. Bán bớt cho anh em cho nó chống, nó chống nhà cửa. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ ha. Cục 24 là 32 ly, cục 33 là 37 ly nha anh em. Rồi bye bye anh em.